Nhằm mang đến cho trẻ em một mùa hè bổ ích, thiết thực, nhiều hoạt động hè đã và đang được các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Là ngôi nhà tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi thành phố, cùng thiếu nhi Đà Nẵng cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ sân chơi lành mạnh, sôi động cho trẻ em trong mùa hè năm nay. Mỗi dịp hè về, sân chơi an toàn và bổ ích cho thiếu nhi luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, ngay sau khi Cùng Thiếu Nhi Đà Nẵng có thông báo chiêu sinh, đông đảo các bậc cha mẹ đã đến đây để đăng ký ghi danh với mong muốn tìm một khóa học bổ ích phù hợp với lứa tuổi của con em mình, giúp trẻ có một mùa hè vui tươi, lành mạnh. Tôi là phụ huynh của bé năm nay là lớp 5. Trước đây là từ khi bé học lớp 1 là khi hè là phụ huynh đã đăng ký bên này rồi để tìm kiếm sân chơi cho bé vừa học vừa có thời gian nghỉ ngơi rồi kèm theo các lớp năng khiếu nữa. Không chỉ các bậc phụ huynh, các bạn nhỏ đã và đang sinh hoạt tại Cùng Thiếu Nhi thành phố cũng tỏ ra rất hào hứng và say mê với các hoạt động tại đây. Rất nhiều bạn nhỏ ý thức được rằng, việc dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa dịp hè tại Cùng Thiếu Nhi sẽ giúp bản thân có những trải nghiệm bổ ích, thay vì ở nhà nằm chơi game hay lướt web một cách thụ động. Dạ, theo em thì ngoài việc học tập trên trường, thì chúng ta nên dành một ít thời gian để phát triển năng khiếu của bản thân mình. Thay vì chúng ta cứ suốt ngày ngồi học thì chúng ta phải rèn luyện thêm các môn năng khiếu khác để có thể giải trí bản thân và học cho làm cho việc học của chúng ta tốt hơn. Vào mùa hè thì con nên dành thời gian để đi học những môn năng khiếu hơn, bổ ích hơn ở nhà xem TV. Năm nay, Cùng Thiếu Nhi thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động hè tập trung vào hai nội dung chính là tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và mở các lớp năng khiếu theo nhu cầu của trẻ em. Hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học chuyên dùng cho các môn năng khiếu đã được Cùng Thiếu Nhi Đà Nẵng trang bị đầy đủ. Nội dung, giáo trình cũng được chuẩn bị phù hợp với từng lứa tuổi. Đối với các hoạt động năng khiếu tại Cùng Thiếu Nhi thì trước hết thì chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Và hiện nay thì có khoảng 30 bộ môn năng khiếu trên tất cả các lĩnh vực tin học, ngoại ngữ, thể dục, thể thao, thẩm mỹ, nghệ thuật, đa dạng hóa các cái bộ môn để cho các em có nhiều cái điều kiện để chọn lựa các bộ môn tập năng khiếu. Đặc biệt là chúng tôi cũng đẩy mạnh cái phong trào phòng chống đuối nước, thì hiện nay thì đã chuẩn bị các cái bể bơi để mà phục vụ các cái lớp học dạy bơi cho các em và có chương trình dạy bơi miễn phí cho các em có điều kiện khó khăn. Không chỉ riêng về các hoạt động năng khiếu hay giải trí, Cùng Thiếu Nhi thành phố cũng quan tâm mở các lớp về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, góp phần chung tay giảm thiểu các tổn hại đối với trẻ. Những cái lớp học như lớp học kỹ năng sống, các chuyên đề, rồi phòng chống bạo lực học đường, rồi các cái kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng, vân vân, những cái chuyên đề đó rất là bổ ích cho các em. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức nhiều cái chương trình như là chương trình trải nghiệm để trưởng thành, khi các em được học tập, được đi dã ngoại kết hợp với các hoạt động công tác xã hội để mà làm sao đó các em là vừa có cái điều kiện sinh hoạt trong dịp hè, vừa trang bị cho các em có những kiến thức cơ bản để mà giúp cho các em có một sự an toàn, lành mạnh hơn trong cuộc sống. Là một trong những địa điểm thu hút đông đảo trẻ em đến vui chơi, giải trí trong dịp hè, thời gian qua thành phố đã chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Cùng Thiếu Nhi. Tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt dự án cải tạo khu đa chức năng và thể thao Cung Văn hóa Thiếu Nhi Đà Nẵng với tổng kinh phí khoảng 650 triệu đồng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học mà chơi, chơi mà học, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em thành phố trong dịp hè.